Hồng Vân và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chương trình được dựa theo format kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chương trình với sự tài trợ của nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò Wow Day đã đồng hành cùng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Em đã từng ly hôn, có con rồi, hiện tại đang ở với em và ông bà nội. Tại vì em cũng đổ vỡ trong hôn nhân rồi, em đang nuôi con rồi. Không có thời gian ly thân, anh có quen thêm ai đâu không? Không, anh không quen ai hết. Anh bị mất niềm tin ở phụ nữ. Nếu đúng thật là ông trời ông sắp đặt thì anh cũng muốn chia sẻ với em những gì ha. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn chỉ cách nhau có bờ rào thôi. Mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn nha. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào bạn nữ bên kia. Và quý vị khán giả đang có mặt ở trường quay. Em tên là Lê Thanh An. Năm nay em 33 tuổi. Công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh của công ty xăng dầu. Làm ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm ở Tân Phú. Mình quê ở đâu? Dạ quê em ở Sài Gòn luôn. Mời nhà gái. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Nguyễn Thị Mộng Tuyền, năm nay 29 tuổi. Con hiện đang sinh sống ở Biên Hòa, Đồng Nai và công việc hiện tại là kinh doanh mỹ phẩm online ạ. Rồi, cứ nói luôn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm của con là biết nấu ăn với lại biết lắng nghe, quan tâm giúp đỡ người khác và người sống rất là tình cảm ạ. Còn nhược điểm là con không biết chạy xe máy hay dễ tin người á cô. Rồi, bên đàn trai nghe chưa nè? Ưu điểm và khuyết điểm gì nói cho bên nhà gái kia. Dạ, ưu điểm của em là chuyên gia là tạo niềm vui cho một nhóm bạn. Khuyết điểm của em là em hay tự ti về bản thân. Dạ. Tự ti điều gì đâu? Xấu trai anh. Không ai xấu cả. Vấn đề tại vì mình phải chăm sóc mình chút xíu thôi. Cũng là cao ráo ha. Tay chân vụng về lắm, em đụng gì hay đổ vỡ lắm. Nên thường là những cái buổi tiệc hay gì mà muốn giúp bạn bè đồ, nó nói thôi mày làm ơn mày ngồi yên chỗ giùm tao cái. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 3 mối tình rồi. 3 mối rồi. Em đã từng ly hôn. Em lấy vợ được bao nhiêu lâu? Dạ, em lấy vợ cũng được 3 năm, có con rồi. Con trai hay gái? Dạ, con trai, con của em năm nay đã được 6 tuổi rồi. Hiện tại đang ở với em và ông bà nội. Lý do sao chia tay vậy? Thật sự mà nói là khi mà em làm ăn á, thì thất bại á, thì nhiều khi người đàn ông thất bại á, họ chỉ cần bên cạnh mình một người phụ nữ biết quan tâm, chia sẻ, buồn vui thôi. Nhưng mà đến cái lúc mà em cần cô ấy nhất á, thì cô ấy dửng dưng lắm, với lại cô ấy phủ phàng với những gì mình đã dành cho cô ấy. Ở nhà chỉ có ông bà nội thôi đúng không? Dạ, ông nhà, ông bà nội với lại con trai em thì ở bên Gò Vấp. Còn Tân Phú là em có mở cái cho thuê phòng trọ. Được bao nhiêu phòng? Dạ, cũng được 6 phòng. Thế nào cho anh thuê phòng nhé. Dạ. Rồi bây giờ mình nghe cái câu chuyện của bạn trai thì mình có e ngại gì về cái việc đó hay không nè? Dạ không ạ. Tại vì em cũng đổ vỡ trong hôn nhân rồi ạ. Đã ly hôn được 4 năm rồi ạ. Em đang nuôi con rồi. Tức là cưng có bé trai bé gái? Dạ bé trai, năm nay 7 tuổi rồi. Vậy là hai bên đều có con trai hết, trai bằng tuổi luôn. Trời ơi, hay vậy ta. Hai đứa về kiếm đứa con gái nữa ổn luôn. Quá ổn luôn á. Chào cưng. Chào anh Xui. Chào bà Xui. Sao bà Xui thấy nhà trai sao? Đây cao ráo, em chắc cao lắm hả? Cao mét nhiêu vậy? Dạ mét 80 chị. Wow. Cái điều mà cưng mong muốn ở cái người sẽ đi với cưng trên cái gọi là cuộc đời còn lại của mình, thì cưng mong muốn cái người bạn đó sẽ như thế nào? Thì em cần một người phụ nữ có thể chia sẻ những buồn vui với nhau được. Ví dụ như mình có gặp một cái khúc mắc gì đó trong cuộc sống, chúng ta sẽ ngồi lại và bàn bạc hướng vợ giải quyết với nhau. Về ngoại hình thì sao? Cái mẫu hình người phụ nữ của em là cao khoảng 1m60, da trắng dễ thương chị. Em thích người phụ nữ đeo mắt kính không chị? Tại sao vậy? Em có thể nói cũng không biết nữa, mà tự nhiên từ đó đến giờ cái em thường hay bị say nắng bởi những cô gái đeo mắt kính. Dễ ẹt về mua mắt kính đeo vô. Này quá đơn giản, được rồi, tôi qua bên kia coi không có mắt kính, tôi đi mua mắt kính tôi tặng luôn. Em bị cận, em không có đeo kính rồi. Trời ơi, mình cận phải đeo bây giờ. Người ta
Mình cần đúng không? Xui được sót chứ. Lấy cái này đeo vô coi nó làm sao mà. Đeo vô, đeo vô. Cái gì? Cho tao coi mắt chút xíu. Cần mà không chịu đeo mắt kiến. À, cái mắt kiến của tôi đưa đeo thử để coi bạn này bạn có chết tươi không. À, mở ra một cái là chết tươi liền. Rồi cho tôi coi trước coi. Nè, hú là à, cưng chưa? Không, công nhận em đeo mắt kiến đẹp hơn nha. Hợp lý, cần á. Đó, ok. Rồi, về kiếm mắt kiến đeo liền luôn ha. Anh có mắt kiến mà để nha. Cần, phải đeo rồi nhưng mà sợ đàn trai nói mà là cần. Mắt kiến chương trình nó hay ghê, nó đúng, nó biết đúng. Đúng luôn số đo luôn vậy. Đó, 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 em nhìn nó rõ hơn. Ồ, số đo của tôi mà. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn người đàn ông của mình là sẽ hiểu được em và luôn quan tâm, chăm sóc em với đồng thời là cũng phải thương yêu con của em nữa. Được không? Được anh. Tôi đàn trai tôi thấy tôi chịu rồi đó. Hỏi phụ huynh thôi. Ừ. Đó bây giờ. Đi với ai đó vậy? Đúng rồi. Dạ em đi với ba mẹ với dì với em gái à. À có ba mẹ. Xin chào hai MC Quỳnh Linh với Hồng Vân. Dạ. Chào quý vị khán giả trường quay và chào bên nhà trai. Thì mình đây là bố của cháu Tuyền. Nói chung là cháu Tuyền dù gì cũng là một lần gian dở rồi. Thì cũng mong rằng nếu mà cháu trai bên đây mà có thương yêu cháu Tuyền thì sau này cũng thương yêu con của cháu. Rồi còn về nhận xét về cháu trai bên đây thì nói chung nó cũng cùng hoàn cảnh giống như cháu Tuyền nữa. Chú cũng mong rằng hai đứa thì cũng cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nếu mà được thì bấm nút và hẹn hò và sau này sẽ tiến tới cho nó nhanh. Rồi, có nghĩa. Ta đi với ai nè? Hôm nay em đến đây cùng với anh đồng nghiệp của em. Mình xin giới thiệu mình là Hòa. Anh cũng là anh và cũng đồng nghiệp chùm chung. Xin chào mình Linh với Hồng Vân. Sao thấy được không nhà gái? Thấy là bạn gái này rất là dễ thương. Cũng hai người cũng nên cho nhau cơ hội. Xúc tích mở rào. Chuẩn bị gặp nhau. Bắt đầu đi. Dạ. Bước qua rào đi. Có món quà tặng em. Cảm ơn anh ạ. Nói thật là anh phải đứng lựa lâu lắm mới lựa được á. Tại vì lâu lắm rồi mới có một cái khoảnh khắc là đứng trước quầy lưu niệm rồi phân vân không biết là nên lựa cái gì. Anh cũng mong là em sẽ trân trọng nó giống như là cái cách anh trân trọng nó. Em cảm ơn anh ạ. Thì em tặng anh ạ. Anh có thể mở ra không? Dạ. Wow. Cái bóp. Dạ, vậy cái này là nó rất quan trọng đối với con trai và hay đem theo bên mình đó. Giống như là anh hay có hay mang theo em bên mình. À, ok. Nhìn coi đeo kiến được đúng không? Rồi đó, nói cảm xúc về cái cô gái đeo kiến này coi nè. Đúng là đeo kính là xinh hơn nhiều anh ơi. Ừ. Nói chung là nhận xét của anh thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ. Tại vì em thấy anh cũng là hiền với lại nói chung là cái kiểu người cũng em thích. Có gì mình tìm hiểu, nếu mà được thì mình sẽ tiến xa hơn. Anh có dự tính gì trong tương lai không ạ? Nói chung là anh độc thân thì cũng lâu rồi. Nếu mà... Là mấy năm mà anh? Anh với vợ anh ly thân cũng 3 năm trước rồi. Là trong cái sau cái thời gian ly thân anh có quen thêm ai đúng không ạ? Không, anh không quen ai hết. Anh bị mất niềm tin ở phụ nữ á. Không nên, không nên. Lâu lâu mình không hợp mình nói thì thôi. Chứ phụ nữ luôn luôn mang niềm tin cho đàn ông. Cảm ơn. Em ở chỗ nào Đồng Nai? Em ở chỗ ngã ba Tam Hiệp ạ. Ngã ba Tam Hiệp anh không biết luôn. Vậy nếu mà muốn gặp nhau thì phải sao ạ? Không sao, anh sẽ chạy xuống Đồng Nai. Làm một tuần gặp một lần hả anh? Hay là sao ạ? Em bán gì em có thường hay lên thành phố không? Cũng có anh, có cuối tuần hay lên á. Vậy thì cuối tuần em lên gặp một lần, giữa tuần anh về dưới gặp một lần là hai lần. Ok. Dạ, cũng được. Gọn lắm. Em trai là nắm tay em gái đi. Hát bài nào tặng Đồng Nai rồi nói gì đó, nói. Mình nói chung là cũng có duyên thì mới gặp nhau ở đây. Nếu đúng thật là ông trời ông sắp đặt thì anh cũng muốn chia sẻ với em những gì. Ha. Dạ. Thôi anh xin hát tặng em một đoạn của ca khúc Tình Yêu.
nắm hai tay luôn. Một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em giấu muộn màng. Xin đừng quên ta đã từng yêu, xin đừng quên ta đã từng yêu. Ôi trời ơi, trời ơi, rất là điêu luyện. Hãy để tay vào nút bấm đó, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa các bạn. Đã một lần gian dở rồi. Rồi ta bấm luôn rồi. Con có bấm không? Bên gái có bấm là... không? Cô gái thôi. Rồi bấm luôn rồi. Rồi sao nói gì luôn. Thôi. Bây giờ tôi muốn hỏi bạn trai á, nếu như bạn gái không đeo kính thì bạn có chọn không? Nếu chắc, như bạn gái không đeo kính sẽ thì chọn anh. Sẽ chọn, đúng rồi, xinh dạ. Mà rồi nhớ, cả kính là Trường Vân dẫn bạn ấy đi mua kính khác. Trời ơi, người ta là chọn con người chứ ai chọn cặp mắt kiến. Sao nè, sao nè. Xinh hết á, đừng có lo lắng rồi, nắm tay nhau đi. Một kết quả tuyệt vời. Phép ba... Dạ, xin phép hai bác cho con được phép hôn em tiền. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn chị ạ. Điểm yếu con là thẳng thắn, nóng tính. Cái gì mà con thích là con nói thẳng ra luôn nè. Thì con nói thẳng thôi chứ con đâu có la lên hay là con đâu có đập đồ đập đạc gì, đúng không? Tùy cô ơi. Nó tùy cô ơi, nghe thấy thấy hú hồn. Nè, nhìn dày mặt xinh không? Mặt này xinh không? Dạ, chị không có quá ok. Yên tâm, bên đây cùng team á, là hiểu rồi ha. Dạ. Đó. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã bấm nút hẹn hò. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ. Bây giờ nhà gái mình giới thiệu về mình đi. Dạ, con tên là Trần Thị Bích Thảo, năm nay con 24 tuổi, con quê ở An Giang, con là giáo viên mầm non. Ừ. Giáo viên mầm non ở đâu Thảo? Dạ, ở An Giang chú. Con đang làm ở An Giang luôn. Dạ. Mời nhà trai. Con xin kính chào và chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Em tên là Bảo Trung, đến từ Long An. Em năm nay 28 tuổi, em làm công việc là thống kê viên tại chi cục thống kê ở Long An. Thôi, trên đường đi miền Tây thôi. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về điểm yếu điểm mạnh đi nha nhà gái. Thảo nói đi. Dạ, con là điểm mạnh con là vui vẻ, hòa đồng, dễ gần với mọi người. Điểm yếu con là thẳng thắn, nóng tính. Cái gì mà con thích là con nói thẳng ra luôn nè. Thì con nói thẳng thôi chứ con đâu có la lên hay là con đâu có đập đồ đập đạc gì, đúng không? Tùy cô ơi. Có lần nào mà nổi điên mà đập đồ chưa? Dạ chưa. Nó tùy cô ơi, nghe thấy hú hồn. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là người nhiệt tình trong công việc, yêu thích thể thao. Còn điểm yếu của em là chắc là khá là ít nói. Rồi mình có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 3 mối tình. Thống kê cũng 3 mối, còn dài mối lẻ tẻ không? Dạ, không. Mối dài nhất là bao nhiêu năm? 1 năm. Rồi gắn nhất là nhiêu? Chừng vài tháng. Ủa rồi lý do sao mà chia tay vậy cưng? Bạn gái đó chắc tìm một hướng đi mới mà không có em. Thấy thường không?
Bạn gái tìm hướng đi mới mà không có em. Rồi còn mình thì sao nè Thảo nè? Dạ con có hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì do hồi đó còn đi học á, rồi bạn trai kia đòi cưới mà con không chịu, rồi thôi quê. Quê. Dạ mối tình thứ hai thì do yêu xa với lại mai mối không có hợp ý nhau rồi cũng chia tay. À vậy đó rồi hả? Ế tới giờ. Vậy cái mong muốn của con với cái bạn trai của con là con sẽ mong muốn người ấy như thế nào? Dạ là thấu hiểu cho công việc của con, với lại biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Rồi dạ. Con ngoại hình thì sao? Cao trên 1m68. Khỏe re. Bao cao luôn. Đâu? Sao? Con chào chú. Chào cô giáo. Dạ. Bé nó cao. Đó. Cao. Này là coi như là đúng luôn á, đúng một tim luôn gia đình nhà gái tôi ha. Đấy, nhà trai. Dạ, chào chị. Chào chị. Vâng. Cao ráo đẹp trai. Không? Tôi ưng đó. Cái... Rồi bây giờ hai đứa hỏi nè, có sợ yêu xa không? Dạ không. Hỏi Thảo nè, con có sợ không? Con có sợ yêu xa không? Dạ không. Tình yêu mà, xa cỡ mấy xa hả? Yêu rồi là tất cả sẽ thành gần hết. Đúng không con? Dạ đúng. Em cao nhiêu? Cao mét nhiêu nè? Em cao 1m72. Thấy chưa? Rồi. Rồi bây giờ chuẩn của em là gì, nói cho. Mẫu người của em là một bạn nữ có dáng cao khoảng chừng 1m6. Hơn luôn, 1m68 mấy đây rồi. Hiền, có biết kính trên nhường dưới. Dạ. Rồi còn điều kiện gì nữa không? Dạ trắng. Có luôn. Dạ. Rồi xinh gái không? Nè nhìn dạ, về mặt xinh không? Mặt này xinh không? Dạ. Chị Hồng Vân quá ok rồi. Yên tâm, bên đây cùng team á là hiểu rồi ha. Dạ. Đó. Mình đi với ai vậy con? Dạ con đi với ba với mẹ con. Em chào hai MC anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em đến đây dự chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của gái tên Thảo. Em cũng mong cho hai cháu nó được thành đôi, đặng tiến xa hơn, đặng mà ăn đám cưới. Ví dụ giờ con nó về Long An thì mình tính sao nè? Không biết có làm dâu không vậy em trai? Dạ làm dâu cô. Nhưng mà cháu ở có nhà riêng kế sát bên nhà của mẹ rồi. Vậy hả? Dạ. Có nhà riêng rồi luôn ha. Dạ. Rồi không có làm dâu nhưng mà ở kế bên cũng được, cũng lo cho cha mẹ già cũng được. Vì cũng bắt là mong cho con với Thảo cho nhau cơ hội. Dạ. Rồi cảm ơn. Để sắp làm cưới ha. Em đi với ai em trai? Em đi với hai người phụ nữ quan trọng của em và các bạn bè. Dạ. Mẹ với em gái. Dạ xin kính chào anh Quyền Linh, xin kính chào dạ chị Hồng Vân. Dạ. Thì kính chào toàn thể quý khán giả và kính chào bên nhà gái. Thì tôi đây là mẹ của Bảo Trung. Thì Bảo Trung là cũng là một cán bộ đảng viên, nhà toàn công chức hết trơn à. Đứa em đây em gái út có hai anh em à. Thấy mẹ thích chương trình này, ngày nào cũng xem hết á. Cái em út đi đăng ký cho anh à. Muốn tìm được cô dâu để đem về. Dạ thì xin nhận xét cô gái đây thì dễ thương nhưng mà xa quá, không biết có chịu về làm dâu không. Mà cái này lo do quyền quyết định của hai cháu. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Rồi, đứng lên nhận quà nè. Dạ. Chào em. Dạ. Lần đầu tiên gặp anh tặng em bó hoa. Dạ, em cảm ơn anh. Em có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn. Anh mở ra coi. Trời, ngược. Rớt tùm lum. Cầm rớt tùm lum. Ngôi nhà. Sao nè, sao tặng nhà nè? Muốn cho hai đứa con nếu mà có nên duyên á thì có một cái ngôi nhà ở. Dạ. Con ước làm chi, có luôn rồi. Mày quá chứ. Có nhà kế bên má rồi. Thiệt, có luôn. Tâm, ừ. Chào nước sắt về Sài Gòn nó về cũng ở được. Thôi đứng hình rồi. Rối rồi, nó đứng hình luôn rồi. Bên trai là coi như là tôi đã nói rồi ha. Tại vì ông Linh ông tả sao mà dòm tưởng là nó giống tôi mà không hề. Dạ. Rất là đẹp, rất là phúc hậu. Dạ, nhà em có bán rượu không? Dạ không. Anh nhìn em anh say quá. Rồi, con cười đi con, cho thấy đồng điếu đồng tiền mình có đủ hết con. Dạ. Hay là cho anh chuyển hộ khẩu vô vào tim em. Dạ. Em rất là xinh. Em cảm nhận về anh như thế nào? À,
Con hồi hộp quá ha, con nói không được hay sao? Sấm sét nói vậy chứ. Trời, hai đứa cười suốt vậy trời. Ừ, đó, nó vậy đó. Nói đi nè, con nói sao? Nếu mà như yêu xa vậy anh có sợ không? Anh không sợ, nhưng mà em có sợ không? Dạ không. Thì anh không sợ đó. Anh hy vọng anh sẽ có cơ hội để mà tìm hiểu em, tiến hay có thể tiến xa hơn nữa. Dạ. Hai đứa sẵn đi về Long Xuyên đi thăm chùa bà rồi cầu mong gì đó. Dạ. Tới luôn đi. Thì có đúng hình nữa rồi kìa. Đó, sấm sét tiến tới nắm tay cô gái hỏi rằng bao giờ em cho anh bước tới. Mong muốn em sao? Nói cho anh hiểu đi. Nói lớn lên. Em anh bối rối với sự xinh đẹp của em. Thôi anh xin hát một bài tặng em đi. Hát bất rung đi đó. Dạ. Hay lời muốn nói đó. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Coi yêu xa vậy thì mình làm gì để gần nhau hơn nào? Tháng mình gặp mấy lần? Nếu yêu xa như vậy thì anh có thể sắp xếp một tuần anh, vì anh có thể nghĩ là thứ bảy chủ nhật anh hay sắp xếp xuống với em để thăm em. Dạ. Nó hỏi xin ba mẹ coi nếu mà có bấm nút thì hỏi ba mẹ là con xuống thăm vậy ba mẹ có cho con ở ké không? Chứ cái tiền khách sạn chết nhỏ. Kệ, ở ké cho ở ngủ salon đồ cũng được. Được không bố mẹ kìa, hỏi đi kìa. Thưa hai bác, nếu mà con có dịp về thăm bé Thảo thì con có thể ở nhà của hai bác được không? Dạ. Được, thấy chưa? Vô. Hãy hành động theo trái tim của mình. Còn không biết là Long Xuyên có bấm hay không thì tùy. Bấm con hả? Con thích đó đó, thấy không? Long bấm Xuyên liền. Suy nghĩ. Kìa bên kia rồi, bấm Long chưa? Xuyên bấm trước luôn rồi. Đó. Rồi cho khỏi luôn. Vậy đi ừ. Đó. Hai đứa hợp lý lắm á. Trời, nắm liền thấy chưa? Giờ đó đồng ý hẹn hò rồi. Bà xui tương lai của là nhà trai với bà xui tương lai nhà gái bước tới cái đúng rồi. Đúng hai rồi. Bà nói vài câu rồi gửi gắm cái đi. Hai cháu cũng đồng ý bấm nút thì thôi mình kết nghĩa xui gia ha chị. Dạ. Dạ, lo cho tụi trẻ. Dạ, cho tụi trẻ cũng mong lắm rồi. Lớn rồi mà chưa có xui thì cũng thích dâu, thích cháu nội lắm. Dạ. Em cũng mong cho hai trẻ nó tới ngày hai đứa nó thành đôi. Dạ. Chị em mình gặp nhau thân dạ. hơn nữa. Hai người ôm nhau cái. Trời ơi. Được mấy cháu chị? Nên đó. Có mình một luôn hả? Dạ. Mà em sợ nữa đi nó đòi đi dạy rồi nó. Thì cũng dẫn cho đi dạy, cũng xin chuyển về trường. Được hen dạ. con. Dạ. Dạ đi dạy chứ không có cho ở nhà đâu, tại vì ở dạ. bên đây toàn đều là công chức quyện hết mà. Dạ. Dạ. Được rồi đó. Cảm ơn hai bà xui tương lai. Xin phép nè, xin phép hôn nè. Dạ, cho cô chú cho con xin phép hôn bé Thảo một cái lên má. Xin hôn nó luôn á, sợ luôn á, nói kìa nó cứ... Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại, đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng
từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Hai cân. Hy vọng là một ngày đẹp và sẽ có kết rất là đẹp. Chúc cho tất cả chúng ta thật là hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò Wow Day đã đồng hành cùng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép Nhật Bản Tinh Thần Thép đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.